Tao đứng đây tao đợi mày một tiếng rồi đấy, mày có nộp phạt hay không? Có làm sao tiền đâu chú, buồn cười làm gì đấy đâu, 10 triệu cái ào. Không có tiền gọi bố mẹ mày nên nộp phạt thì tao cho về nhanh em. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của ngân hàng. Anh em à, bây giờ đã mang ra đây rồi, chôn nó một cố là đau. Lại chôn gì nữa vẫn mới lại ăn tát. Thôi, bây giờ vẫn số tiếp. Bây giờ anh có nghĩ chôn nó đau gì không? Chôn á? Bây giờ chôn thì... Chôn nó khóc luôn ý. Khóc rồi. Nope. Có. Thế gì? Bây giờ như này nhá. Anh có một ý tưởng này. Là cho cái thằng này này, lõng giả bảo vệ ra kia xong là tí anh em mình lừa. Lừa Hà bảo là lấy phao đi bơi. Thế cho bơi. Không cho bơi. Vậy à? Mình lừa. Lừa xong tí cho thằng này ra bảo vệ nó chứ cái thằng này đâu. Nó ra túm cổ lại xem Hà lại nó khóc luôn. Nope. Sợ mà. Ra đây bảo vệ nhốt vào cũng mở. Nhưng mà bảo vệ Hà bắt đầu xuống, bảo vệ kéo xuống, kéo ra đúng không? Ừ. Dọa phạt tiền đúng không? Đúng rồi. Dọa. Mày cứ phạt nhiều mấy chục triệu thôi. 10 triệu. Bảo vệ biết biển này là biển cấm không mà mày mang phao ra đây mày bơi. Mày nhìn có thấy nhìn biển mày cấm bơi biển không? Cấm không? Đấy. Xong là nhưng mà anh không cam đoan cái màn chôn này đâu nhá, anh không liên quan mấy đâu nhá, tí nó khóc anh không biết đâu ấy. Rồi bây giờ có làm có chịu, anh em con trai là nông phải nông giòm thế à? Kệ đấy, kệ người yêu em đi. Thôi bây giờ chơi đi, chơi. Thằng bảo vệ đang chơi đi. Chơi rồi đi. Đi đây có trò hay lắm. Đi bơi không? Bạn thì bơi không? Nhưng mà bơi lắm đấy. Bơi lắm thì bơi mới sướng chứ đi. Bơi bạn biết bơi không? Không. Không bơi thì đi. Ra lấy áo phao. Ra lấy áo phao không? Đi. Lấy áo phao ở đâu? Đây. Đây đến phí luôn. Đây á. Ra bạn thôi. Đây cho Hà cầm hai áo phao. Anh bạn cầm áo phao đi. Nope. Lấy áo phao được miễn phí à? Ừ. Này con kia. Sao không cậy được? Hello bạn nhỏ. Dạ. Biết là áo phao nhà ai không mà mày đấy? Dạ chứ. Đây vào. Bơi. Bơi nào? Chỗ này vẫn sự không biết vào biển cấm bơi kia mà mày lấy áo phao ra mày bơi. Ơ nhưng mà chú gì? Chú nào mà mày vào đây đấy? Ơ thì gì? Lấy miễn phí mà. Làm gì có chuyện miễn phí ở đây? Áo phao nhà người ta để trong nhà này, ai cho mày lấy? Ngồi vào đây, đứa nào bảo mày lấy? Xin lỗi. Không có xin lỗi gì, ngồi vào đây. Xin lỗi cháu đã lấy đâu. Ngồi vào đây, đứa nào bảo mày ra đây lấy? Cháu đã lấy đâu? Mày, thế bây giờ tao không đi ra thì mày lấy mất rồi thì làm thế nào? Tao biết được ai lấy? Cháu tưởng không mất người ân. Không có chuyện là tưởng gì hết. Đứa nào xui mày ra đây lấy? Bọn bạn cháu mà, cháu có định ra đây lấy đâu. Nó bảo cháu ra lấy, bảo chú không lấy tiền. Đứa nào bảo gọi ra đây. Gọi ra đây, đây nhanh. Ngồi vào đây để chuẩn bị nộp phạt đây. Nộp phạt gì chú? Lấy áo phao ra đi, ngồi đấy. Lấy áo phao ra, ngồi đấy. Có lấy được đâu. Anh này đây, xong ngồi đây. Anh đứng đây. Áo phao cho người ta để đây ai cho chúng mày lấy. Này ngồi vào đây. Không, bạn ơi. Là sao? Bạn làm gì? Bạn làm gì? Bạn bảo lấy áo phao ra. Thôi bạn ạ. Bây giờ dính vào pháp luật đau đầu lắm, thôi bạn ở đây nhá. Anh nên bây giờ ở đâu cũng có luật thôi. Mày bạn mày 10 triệu. Ôi. Bây giờ lấy áo phao người ta đúng rồi, phạt tiền chứ. Bây giờ lấy áo phao của ông bảo vệ thì ông sẽ phạt tiền. Bây giờ tớ thì bạn trả tiền đi. Thôi bạn ở đây nộp phạt đi rồi. Có 10 triệu tao cho về. Ngồi đây. 10 triệu. Chú ăn cướp à? Bây giờ áo phao mày biết tao mua bao nhiêu tiền không? Áo phao này 50. 50 nào, 50 tao đưa mày 100 mày không mua được nhá. Áo này tao mua 10 triệu đấy. Tôi cực kỳ thuyết phục. Chú đưa 100 mày trở về. Tao không biết bây giờ 10 triệu thì tao mới cho mày về, không tao không cho mày về đâu. Gọi nốt ai đằng kia vào đây, nộp phạt cho mày không thì tao không cho mày về đâu. Ngồi đây. Cháu gọi nó. Không gọi, ngồi đây gọi nó. Nope. Nhanh. Cháu có mang điện thoại đâu. Cháu mang điện thoại. Bây giờ bao giờ chúng nó đến thì tao mới cho mày về, không tao không cho mày về đâu. Bây giờ mày nộp phạt, tao mới cho mày về. Thôi chứ anh nói thế rồi thì nộp phạt đi. Thôi. Làm gì có tiền ra đây. Bây giờ bạn làm sai rồi, phải nộp phạt cho anh đi. Bạn bảo tôi lấy chứ. Tao không bảo gì đâu. Bảo lúc bảo đâu. Bảo lúc nào. Bằng chứng đâu. Bây giờ tao không biết là nó bảo hay không, nhưng mà tao chỉ biết là mày vào đây mày đấy. Anh ơi. Thôi anh ơi em bảo. Bây giờ nói chung là chuyện xảy ra rồi, anh cứ phạt nặng lên cho em. Anh phạt nặng mà. Đấy. Nặng mà. Bạn mày nó bảo phạt nặng lên. Đúng rồi. Trường hợp này thề phải phạt nặng mà, anh cứ phạt tẹt bô đi. Cho trường tụng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ai đùa? Cháu biết. Cháu không biết mà được. Cháu không biết. Không gọi bố mẹ lên đây, bố phạt nhanh lên. Anh cứ
cho nó ở đây đến tối luôn, là được phạt thì anh cho nó về. Đúng rồi, anh cứ đúng rồi, cứ đốt đốt đây. Bây giờ anh về trước. Bây giờ chú cho cháu về cháu lấy tiền. Về đây. Không về gọi mẹ bố mẹ lên đây này, tao cho về. Nhanh lên. Bố mẹ cháu đi làm khổ vất vả lắm. Tao mà không đi ra mày đấy mất 3-4 cái thì là tao làm biết nào, biết được thế nào đấy, thế nào thế nào. Cháu được 10 triệu. Chú ăn cướp nhà cháu à? Bây giờ một cái áo này tao mua 10 triệu. Điên. Mà quần áo này tao để ở trong nhà mà mày vào mày lấy. Mày biết ở đây là cấm bơi, biển cấm bơi kia. Chú thôi cho cháu xin. Không có xin xỏ gì hết. Ôi. Nhanh. Đằng nào thì cháu đã lấy đâu. Tao đứng đây tao đợi mày 1 tiếng rồi đấy, mày có nộp phạt hay không? Có được tiền đâu chú, buồn cười làm gì đấy đâu, 10 triệu cái nào. Không có tiền gọi bố mẹ mày nên nộp phạt thì tao cho về nhanh lên. Cháu không có cầm tiền đây. Lại. Lâu lắm rồi đấy. Bàn chân lặng lẽ. Ôi chết mẹ rồi, nó chạy đâu mất rồi. Ô, xong rồi. Đây nè, chú ơi. Chạy mất rồi. Nó chạy vào trong nhà ấy à chú ơi. Chạy mất rồi. Anh đi mà, chạy mất rồi. Anh đi mà. Trời ơi. Nó quay ra xong nó chạy mất rồi. Chạm đen. Đâu rồi? Tìm đi. Nó ở kia nó bảo đứng sát rồi mà tóm nó lại. Tao bảo mày tiền. Tao đã bảo rồi phải túm nó. Tao đã bảo phạt nặng lên mày, cứ phạt nó chục triệu. Có mấy người nó tiền đi nhậu luôn không ăn. Em gương lên anh phát, quay ra thế này phát nó đã mất rồi. Ôi giời ơi. Nó tìm đâu. Thất vọng với ông đấy. Ôi. Đây. Đùa chứ không? Đang có tiền đi chơi nhỉ? Mẹ rối mà thấy chạy vòng. Hà ơi! Bạn ơi! Hà ơi! Bạn ơi! Ơ? Kìa 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 kìa. Năn nẻ ở đây con nợ. Hả? Ông đi rồi! Ông đi rồi! Sao đấy? Thế thế nào? Ông bảo nào? Dạ, các bạn bắt tôi là gì đấy? Thì bây giờ thì muốn bơi thì chỉ đi mấy áo phao gì nữa. Có thế nào nó vừa lấy. Sao lại bảo không mất tiền? Nhưng mà vừa nãy nó bảo sao? Bao tiền? Nó bảo sao? Nó bảo nó mua 10 triệu cái áo phao. Ôi giời ơi. Điên. Đúng rồi. Nó có bao nhiêu rồi? Năm đứa như nào? Thế mà chạy trốn được áp thải. Giỏi nhá. Giỏi đấy, giỏi đấy. Hồi xưa anh bị phạt mấy lần rồi đấy. May. Thế mà anh còn bảo em đấy. Thế nhưng mà thật quên. Không, thật ra là anh chưa mình cũng xuống tớ. Mày chui anh ấy. Anh chui em. Mày chui anh. Anh bảo anh phạt mấy lần rồi anh chui em. Đi đâu rồi? Phải nghe anh bắt. Phải đánh anh Sơn. Điên à? Chốt hết tội đó, anh Sơn. Đó. Nó bảo là bây giờ phải cho cái Hà một trận một cho nó khóc. Thôi đừng có kể đi hậu này. Không ai nghe. Bạn tin tới anh, tin anh Sơn. Mày phải tin anh chứ. Anh là anh của mày. Bạn phải tin tớ chứ. Hồi nãy bạn bảo tôi là cho nó đấy nó phạt thật lặng vào. Đấy, anh Sơn anh xui chứ. Anh xui thế nào được nó. À? Nhưng mà bây giờ anh Sơn anh xui thì tớ phải làm chứ. Bảo chị làm trước này. Ông này thích hào gái. Cứ thích hào gái cơ. Em mong người yêu anh. Ông ấy đi về đi về ở đây. Ông đi về đi. Ông đang lạnh quạnh đấy. Ông tôi tìm bạn đấy. Tôi không bơi nữa nhá. Tôi bơi nữa. Tôi muốn bơi được không? Không. Về lấy cái thau ở nhà bơi tạm. Ông đang kiểu ngoài quạnh. Ui, không đi kệ. Chạy. Cho vào vùng ngân hàng.